Chào quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn một cách rất là đơn giản. Thú thật với quý vị và các bạn, làm cả tiếng Việt và tiếng Anh đó là một cái sự nỗ lực rất là lớn của một cái cá nhân, chính bản thân tôi. Tuy nhiên thì bây giờ thì mình cứ san sẻ thôi. Còn cái việc nếu như trong trường hợp ai thấy rằng cái việc mình làm như vậy là có giúp ích thì sẽ liên lạc cộng tác lại. Cái việc này là việc hoàn toàn tự nguyện, mình không có một cái ý kiến sẽ như thế nào. Tuy nhiên các bạn thấy đấy, để mà quay được những cái đoạn video này thì đó là một cái sự cố gắng của đặc biệt đối với chính bản thân tôi. Thì hôm nay tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn những cái nội dung chính của hình thức. Và thôi bây giờ chỉ lấy một cái hình thức của đơn khởi kiện thôi. Nội dung đơn khởi kiện chúng ta sẽ đưa vào một cái video lần sau nha. Xin nói rõ là những cái video này đó là kiến thức và là trí tuệ của luật sư Thu Đoàn, cấm sao chép với những hình thức khác nhau các bạn nha. Hình thức vào đơn khởi kiện thì các bạn biết rồi. Luật nói rất là rõ, cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn kiện thì phải làm đơn. Chúng ta biết rồi, cơ quan tổ chức thì ví dụ như thế này, hai bên công ty A, tôi có một cái vụ kiện thực tế đó, công ty A giao những cái hũ nước yến đó các bạn cho cái công ty B. Tuy nhiên là giao như vậy thì không có đúng kích cỡ, hình dáng cũng như cái độ nóng chảy của nó, cho nên là giao cái lô hàng đó chất lượng nó không đủ. Và khi bên công ty A mà giao như vậy không đủ thì công ty B lại không trả tiền, việc tranh chấp khởi kiện ở tòa. Thì như vậy công ty A và công ty B gọi là đòi tiền hàng các bạn ạ. Tổ chức thì chúng ta có thể thấy rồi, thật ra giữa cơ quan tổ chức giống nhau hết các bạn. Cá nhân thì hồi nãy tôi cũng vừa mới giới thiệu cho quý vị, cá nhân có thể rằng là ông A, ông B, bà C, ông D gì hết đó. Chúng ta có thể kiện ly hôn nè, kiện tranh chấp hợp đồng nè. Vấn đề này cũng có rất là nhiều ý kiến nha các bạn. Nếu trong trường hợp chúng ta làm một cá nhân, chúng ta có thể kiện nhiều người. Ví dụ các bạn thấy không, bây giờ tôi là ông A, bây giờ tôi kiện một số những cái người mà gọi là vay tiền của tôi trong cùng một vụ kiện. Ví dụ là nhiều người, nhiều cá nhân, như bây giờ tôi 3-4 anh chị em mà kiện một người thì cũng được ha các bạn ha. Thì như vậy cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn kiện thì phải làm đơn khởi kiện được rồi nha. Riêng cái ba cái vấn đề này thì các bạn thấy rồi, nó có những cái tôi sẽ lướt qua rất là nhanh. Đây là cái nội dung của chương trình Dân ta phải biết luật ta, cho nên mong muốn cho quý vị và các bạn biết thôi. Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn, nhưng mà nhất thiết là mình phải ký đơn nha quý vị. Nhất thiết là mình phải ký đơn. Có nhiều người mà đại diện ủy quyền là ký luôn thì không đúng, là không đúng chủ thể. Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, tôi thì tôi không có đọc đơn, nhưng mà cái nào cần thiết cho quý vị và các bạn thì chúng ta có thể xem lại từng câu từng chữ, hoặc ở dưới cái bên inbox có thể inbox cho luật sư Thu Đoàn nha. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm A điểm B này, nếu không biết chữ thì có thể tự mình khởi cơn khởi điều kiện hoặc nhờ người khác làm hộ. Thì thực ra nó chỉ là giống ở phía trên thôi. Nếu quý vị và các bạn sợ thì cứ đến cái điểm C này, thì cứ đến văn phòng luật sư thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cho bạn đúng về mặt hình thức. Cơ quan tổ chức là người khởi kiện thì cá nhân cơ quan tổ chức đó phải tự mình hoặc nhờ người khác làm đơn khởi kiện. Thật thường thì một số doanh nghiệp thì nó rõ rồi quý vị và các bạn. Tại một địa chỉ gì đó thì phải phần cuối là phải ghi người hợp pháp sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Cái này nó thuộc quyền lĩnh vực hàng lâm, chúng ta không cần phải biết gì nhiều hơn các bạn ha. Như vậy tóm lại trong trường hợp này thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn cái hình thức đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện thì chúng ta sẽ xoay quanh ba vấn đề. Cá nhân nếu cảm thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại, ví dụ như bây giờ tôi cho người ta vay tiền mà người ta không trả tôi thì tôi phải đi kiện. Tôi là cá nhân nè, bà Thu khởi kiện một cái ông A nào đó, tôi cho ông A vay 1 tỷ mà không trả tiền thì phải kiện đòi chứ, bây giờ ngồi năn nỉ chạy theo người ta làm sao quý vị. Hồi nãy
nãy tôi có giới thiệu rồi đó, một cái công ty A mà tranh chấp với công ty B về cái việc giao nhận hàng hóa và cái hũ nước yến đó, thì mà bây giờ mình cũng không có trả được các bạn ha. Today I tell you about the article 189. You know, according to law of Vietnam, form and content of the lawsuit petition. No, only the form of a lawsuit. You know, there are three ways individuals, agencies, and organization can repair their petition. Yes, of course, I have already talked by English. Indeed, another one, organization. Yes, organization. They can limited and priority. Yes, individuals shall draw up petition as the following. You know, of course, own up the individual agency and organization can be followed. Yes, individual with fully CV, reduce capacity, many draw up petition themselves or request other people to draw up petition. Name and residential addresses of such individuals shall be written ballot for names or addresses of the litigation at the end of petitions. There shall be signature of the such individuals. And you know, regarding individual being a minor legally incapacity person, a person with a limited behavioral control, their lawful representative may draw up petition themselves or request other person to draw up the petition. Names and resident arrest of such individuals should be written and ballot for name and address of the legislator. And at the end of the petition, there shall be signature or a lawful representatives. You know, I'm a lawyer in Vietnam. I can speak a little English, but I hope I can give you about the Vietnamese by English, so that if sometime I think I have a problem, if you have a question, you can look and you can see that's more knowledge. Yeah, I think more knowledge. Thank you for listening. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cái video vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, cũng mang tính chất bắt đầu thực tập, và hy vọng rằng là sẽ có những cộng tác thật đắc lực từ phía quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Hy vọng rằng là sẽ có những cộng tác thật đắc lực từ phía quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Tính chất bắt đầu thực tập, và hy vọng rằng là sẽ có những cộng tác thật đắc lực từ phía quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng.